Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2020. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Bùi Quang Huy, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo làm công tác dân vận qua các thời kỳ. Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy khẳng định, 90 năm trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử, công tác dân vận của Đảng đã góp phần quan trọng trong việc vận động đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, giúp cho Đảng tập hợp được sức mạnh cả dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Hưng Yên, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ công tác dân vận được tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt đã tham mưu triển khai phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức mới có sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Công tác dân vận của các cấp chính quyền được tăng cường và có sự đổi mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, qua đó tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã đánh giá cao vai trò tham mưu của Ban dân vận tỉnh ủy, biểu dương kết quả công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới, Ban dân vận cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị Hưng Yên cần tiếp tục tham mưu kịp thời và hiệu quả cho cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời, cần tiếp tục tham mưu thực hiện phong trào dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để có phong trào thi đua toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu quả. Dân vận không phải việc của riêng ai mà việc của cả hệ thống chính trị của chúng ta. Công tác dân vận của chúng ta trong ngắn tới tiếp tục học tập, tuyên truyền phổ biến, thực hiện nghiêm túc những tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo và trong tư tưởng của người về công tác dân vận. Chúng ta đều biết bài báo của Bác đã viết cách đây 71 năm. 71 năm trôi qua, những lời của Bác dạy vẫn còn nguyên giá trị. Thì rất mong tất cả chúng ta cùng nghiêm túc thực hiện cho được những lời dạy của Bác. Tại lễ kỷ niệm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng hệ thống dân vận tỉnh Hưng Yên bức chướng mang dòng chữ Hệ thống dân vận tỉnh Hưng Yên, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen cho 22 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, dân vận khéo, 27 tập thể, 19 cá nhân. Vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, dân vận khéo. Trân trọng.